Người đàn ông ở Cần Thơ chết đi sống lại bỗng hết căm, mù. Không ai trong khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ biết về ông bé lại có thể nghĩ rằng một ngày ông hết mù và lại nói chuyện sang sảng. Ông bây giờ còn có bằng trung cấp đông y, rành rõ từng cây thuốc nam có trong vườn nhà. Năm 1977, ông bé 27 tuổi là người đàn ông khỏe mạnh, ai thuê gì làm nấy nuôi vợ và con trai. Một buổi trưa khi đang cuốc đất thuê cùng vài người, ông ngã xuống đất và ngất xỉu. Mọi người khiêng ông vào nhà và đưa đi bệnh viện. Ông nằm bất tỉnh 3 ngày. Tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người xung quanh, ông muốn hỏi chuyện nhưng không thể thốt ra lời. Ông thò vào túi áo bác sĩ đứng bên cạnh, lấy cây bút viết vào tay mình, cho tôi tờ giấy. Nhận tờ giấy, ông viết tiếp, tôi muốn nói nhưng không phát âm được, ông bé nhớ lại. Lúc đó ông vẫn chưa nghĩ mình bị câm. Suốt 20 năm giao tiếp với mọi người qua giấy bút, ông bé còn lạc quan bởi nghĩ mình may mắn biết chữ và còn nghe được. Ông vẫn đi làm thuê nhưng hễ có việc gì nặng nhọc là anh em dành làm hết. Khi chứng câm chưa có lời giải thì tháng 10 năm 1997, một buổi sáng ông bé thấy mệt, đau nhức hai vai nên nhờ người cạo gió, liêm diêm ngủ. Cạo gió xong, mở mắt ra thì ông không nhìn thấy gì. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại và tôi ngã xuống đất, ông bé nhớ lại. Ông được đưa vào bệnh viện thành phố Cần Thơ, nhưng bác sĩ một lần nữa bó tay. Cố gắng mở to mắt ra nhưng ông bé không nhìn thấy gì, dù đôi mắt vẫn đen nháy. Một buổi tối tháng 8 năm 2001, 4 năm sau khi bị mù, ông bé được vợ dìu ra thắp nhang cúng rằm. Lúc quay vào nhà thì ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự. Bà dễ hô hoán, hàng xóm chạy lại nhà đông nghẹt. Chúng tôi lập tức kiểm tra coi ông ấy còn thở không thì không thấy. Ông ấy nằm yểm nên ai cũng nghĩ ông chết rồi. Ông Lê Văn Trường, hàng xóm của ông bé, là một trong hai người có mặt đầu tiên khi ông bé bất tỉnh kể lại. Bà dễ ôm lấy chồng, vừa khóc vừa đòi đưa chồng đi bệnh viện. Thì có người nói, ông chết rồi đưa đi bệnh viện làm gì nữa. Gia đình ngỡ thật, bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị lo hậu sự. Khoảng 20 phút sau ông bé tỉnh lại trước sự sợ hãi của mọi người. Thằng bé chết rồi là câu đầu tiên tôi nghe được khi tỉnh lại, thấy mẹ và vợ con đang ôm nhau khóc. Tôi chợt nghĩ không biết mọi người làm gì ở nhà mình đông thế, vừa nghĩ tôi vừa bật ra câu nói đó thành lời. Ông bé nói, ông Trần Quang Tuấn, trưởng khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết, tôi có biết ông bé trước đây bị câm, bị mù, đột nhiên bất tỉnh thì gia đình tưởng chết chuẩn bị lo hậu sự. Tỉnh lại, ông bé hết câm, hết mù, sinh hoạt bình thường và tham gia làm từ thiện tại địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền Nguyễn Hữu Trường thành phố Hồ Chí Minh thì nói, có thể ông bé chỉ ngưng thở 1 đến 2 phút trong lúc người nhà hoảng loạn, không kiểm tra lại nên tưởng ông ấy chết. Chứ không thể có chuyện ngưng thở 20 phút mà vẫn sống được. Còn về việc ông ấy bỗng nhiên hết câm, hết mù sau khi tỉnh lại thì cần phải có nghiên cứu khoa học rõ ràng mới giải thích được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.